Thấy có điện thoại không? Có điện thoại bật sáng sáng vô túi thui à? Dũng đây. Dũng đây. Dũng. 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 Dũng đây. Dũng. Dũng. Dũng đây. Anh Dũng. Xem để có chú Dũng có tới không? Có tới là mình hù lần là cho rồi, sợ luôn á. Có tới chú Dũng tới là hù lần. Hả? Nhỏ kêu nhỏ kìa. Mở nhỏ. Mở đi nhỏ ơi. Nhỏ ơi, mở đi nhỏ. Nhỏ hả? Chú Hai. Ủa? Sao ngủ quá? Hả? Ngủ à? Có ai ở đây không? Ba. Ừ. Chứ sao mà tự nhiên không tắt điện ra? Ý là bây giờ hết là làm việc, con hiểu không? Dạ. Yeah. Bọn chú là xuống kiểm tra. Sao là có chú Dũng ở đây không? Không. Lớn đâu rồi? Trời ơi, không lớn. Lớn quá. Đi hai giờ chứ em. Chị, đi hai giờ chứ nhỏ. Không chờ hả? Trời ơi. Lớn ngủ chưa nữa? Ủa trong này anh mập ú ù anh ơi. Lâu khỏe không? Hả? Ngủ sớm hả? Sao mới thấy có điện rồi nè. Mới đi mập không? Hả? Sao hôm nay Dương nằm dưới đất hả? Mập béo. Mập béo. Có người yêu giờ béo không? Không có nổi mắt thôi chết. Nó làm cái đế. Còn không? Đồ hố rồi chết. Hai anh em ngủ không? Vô đây Dũng ghê ý. Mưa dưỡng. Nó ngọt đi mấy. Xuống đây, xuống đây tôi kiểm tra thường xuyên nhé. Đấy. Phải xuống kiểm tra thường xuyên. Nếu không chị cho ông Dũng vào nhà nè. À chị gặp chú Dũng vào nhà luôn. Ha. Vào đây á. Vào đây á. Chú đi khỏi. Nè, có phải chú Dũng hay tới đây không con? Đưa cái điện thoại đây. Chắc là con đi làm rồi con không biết đâu. Ê, con biết mô. Hả? Mô, con đem mà biết. Vậy là con đi làm lỏng vô đó. Hồi chiều chú Hải với chú Thái vô. Nhà ai đây? Ông nào đây? Dạ, ý đi vô đây luôn á. Ừ. Ý nó ngồi đây luôn hay là đi vô luôn? Ở đây luôn. Con thấy chưa? Nó mất cái hình rồi. Hả? Đó. Mất cái hình rồi. Đâu? Ở chú Dũng quá đúng không? Ừ, đó đó. À, chiều đó đi là vô ban ngày rồi. Mấy bữa buổi tối là không có vô không? Tối không vô, ngồi về nó ngồi thầy mô. À. Từ lúc mà chú nói con á là không cho vô là con không muốn cho vô rồi, đúng không? Hồi mà ổng dạ. Ổng uống rượu rồi ổng xỉn rồi đúng không? Nó thầy mô. Ừ. Nửa vô ban ngày mà nó ngọt gì nữa. Ở gì mình nói cái gì thì mình biết luôn á. Là bữa nay là bác sĩ này là ổng trực cả tối luôn. Là ổng theo dõi thường xuyên hay chưa gì? Bằng chứng đây. Đứng tại nhà đây. Ở đây. Sao bây giờ? Thấy chưa? À, đưa mẹ con lên viện hay nào? Để chú điện xe xuống. À. Mô trong nhà chứ còn việc ngoài mà đó. Mẹ còn việc ngoài mà. Mong cô lớn lên đi khỏi chứ mẹ còn việc ai ngoài mà. À, chiều cậu lớn không có ở nhà. Ngày đi. Mà ông nói là tối nào cũng hay thường xuyên đi tới đây. Tụi con không hoài hẳn đây, cô nhà có tụi mất, cô bó khó. Cô bỏ bó, việc mất đi bó, cô biệt mất. Biệt mất. Biệt mất. Vô trong ngày mà ai biết. Ờ, mẹ biệt mất. Ngồi trong nhà biệt mất, đóng cửa ngồi đó. Đóng cửa.
là chưa cho cô ai cho con nhà bố nói là ngồi cùng nhà thôi nên biết được chứ. Mẹ con còn nói là điện cho con mà hỏi không phải là ba bên Dung Dung. Cô bỏ mất cô bỏ con đấy cô bỏ không bỏ mất bỏ ai nói nếu giảm nó cho người làm ấy tại ở là nhà mấy người đó tại bố bên ngay đóng cửa bên ngay đó ai này đó đóng cửa bên ngay cô bỏ ai chị, không được mất không cái gì chị không cái được phải không mà bên ngay cô bỏ ai ngồi bây giờ chị không cái nữa chưa đi ngoài đường á. Bây giờ hỏi con là có bỏ ngoài đường á. Bác thương mẹ rồi hiểu không? Cho ở nhà. Đó. Mà vẫn cố tình dẫn ông Dũng lên đây. Ô đi ngoài đường. Để ông Dũng lên đây. Chứ ngồi trong nhà nó đắt được mới nói đâu. Được lắm. Ở đây. À. Rồi ông đem xuống đô của đây. Rồi đâu. Xuống đây xuống đó. Xuống cái. À, mà đây xuống đô. Đây. Xuống đây là mua. Mua bà tế đi làm cho mẹ. Làm ngay đi. Bỏ xuống ông đem mua đó không thương ai ông hãy bộ đây ông đem mà bà ông vô không chiều đi bà không bà chú đi là mua rồi ở chợ tối cái nào mua chú bắt mua mua cả chợ đầu này đầu này đầu này ông dùng bộ bằng ngay mình nhỏ ông tin đầu này sao ăn thôi này ăn được rồi ăn được rồi lúc này sao á ôi giời ơi, hôi, thiêu rồi. Con nói với gì này nè, bằng con cũng không phải là đến đây để làm gì hết. Nhưng mà dì biết không? Là con sợ, con sợ là dì có tiền cái này. Rồi nhiều người họ nói là nặng im để người nói không được nghe. Chó họ ăn à, biếng à. Đội thạc á. Bây giờ em nói bọn em nói. Mà mới làm cái việc nó mà bãi chuyên nữa. Nói bố không. Không mình. Nói ớn rồi. Không nói ớn rồi. Không nói ớn rồi. Thì bé nhờ nó việc rồi. Có ai có không? Ông Thị ông tật tận ngay chứ. Ông làm được ông tật tận ngay chứ. Không, bây giờ nói chị Minh như này này. Bọn em là lo cho chị nghe chưa? Người nhà từ cửa ăn em không? Im để em nói xong đã. Xong chị nói. Lo cho chị. Lo không may là có chuyện gì hả? Tiền bạc thì mất hả? Ông ấy lấy mất. Không. Hai cái loại kia. Bây giờ ông nói sao gì biết mình biết không? Ông nói là hồi chiều á là ông nói là sao biết không? Ông nói là ông sẽ muốn là có một đứa con với dì mình. Điên. Hả? À. Ai biết có mấy con đâu mà chật. Bạn cái mặt á. Nói nữa bạn cái mặt á. Bạn mà nó. Bạn cái mặt á hả? Ta tạm chục tuổi mà họ cả có cái món nữa. Thì gì đó chị ông nói là giờ là muốn có đứa con để để nối giả tông đường á. Rồi tay đấy tay bề mặt ấy tôi đập kia đó. Đập nhà nó tí chứ. Nói cái chân phàm. Chứ gì ông nói gì không nghe. Không. Rồi ông nói gì sao giờ sau này gì biết không? Ông nói là để nối giả tông đường với lại ông. Nó bập bập đi. Rồi đây. Nói cái dân nó nói nữa. Đập bập đi. À, lúc đấy chị đứng đây chị không sao chị la đi chứ có đừng nói vì ai anh em bên biển máu chị đứng ở quét nhà chị cũng nghe chị cười là sao có khi là đang la có biển máu con nói chứ nó mày làm lỡ la việc cho mày còn nhà mày còn tới nhà cái ai mà con nói với gì con la việc đi dân chứ ông bác sĩ này là gì biết là tối này phải trực ca ở viện á nhưng mà trừ ông phải xuống đây á. Tôi mệt mỏi chị lắm rồi đó. Yeah. Không phải là bây giờ lo cho chị hiểu không? Yeah. Lo cho chị. Đã không may là chuyện gì xảy ra. Để người lạ nước vào nhà, rồi chuyện tùm lum tà la xảy ra. Không may là không may có bầu nữa là sao? Một cũng có. Mấy đứa bé biệt một. Chị ông khai kìa. Không. Rồi tiền bạc của chị thì ông không đi làm đi ăn thì ông cứ nhậu nhẹt suốt ngày lấy hết tiền hết bạc của chị sao? Không. Mấy cũng biết, mấy cũng cháu hò nữa, mấy biết, mấy cũng làm bà, làm ta, người bọn, người khác nó biết. Biết giờ là nhỏ đi làm về có tiền nó đưa gì, cho gì đưa hết chảo mà cháy luôn á nghe chưa? Không, cũng đò đi làm đi, là hẳn đi... Gửi hàng đúng không? Không, không đưa. Ừ. Đưa nó mới được, thằng ăn tiêu bị ra sửa xe thì vô mới hết. Ăn tiêu sửa xe thì cậu nhỏ ơi, xuống đây chú bạn à. Đứa là bằng 200 ngàn đủ thiểu mất. Có đi làm mẹ có đưa cho mẹ đồng nào không? 200 ngàn đủ thiểu mất đưa đúng. Nhỏ thì mua đồ ăn rồi đúng không con?
Dạ, mà mua đồ ăn rồi ai là cuối tháng những tiền đưa 500 đưa đã tiêu, đã tiêu cho họ. Đó, nhưng mà dạ. Nhỏ là để ngân hàng đúng không? Dạ. Thì gửi lại đúng không? Dạ, gửi lại. Bán mặn đưa gì 500 ngàn mà gì đưa hết cho ông là chết luôn cái gì nghe. Mố nó lạ của ngọn học thôi ngủ cái mà còn bên đi làm thì sạc mấy đứa cho người ta được coi đưa không ạ? Nói thì hay lắm, mỗi lần có chai gửi mấy triệu mà tiền đâu hết hả? Có đem anh dừng thế lúc nào bán nó chai rồi mấy giờ này cái này là gì đây có tiền đây phải không? Không, đưa, mau đưa coi thử đi. Thì thôi vậy, dì cháu đưa con coi thử thôi. Đưa bạn nhôm nhựa. Nhôm nhựa đấy, nhôm nhựa đấy. Nè, không gì đưa con coi, con không có lấy của gì đâu, con cho gì thêm chứ con không lấy. Nào đưa con coi, đưa con coi thử. Bán nhôm nhựa đó. Thế ngày ông 5-70 thì sao? Đâu đâu đưa. Bạn nhôm nhựa được đó. Rồi, cứ bỏ ra nào. Trời, cục tiền rồi bỏ kìa. Đó, riêng để danh này mua ăn đây. Đây này cục nữa đúng không? Ờ, riêng của men đó. Cái gì đó? Mấy cục á? Nên là anh biết là cô Minh không phải là mặc yếu áo nhiều là để làm gì đâu, mặc cái nhiều là để đấy, đấy. Cũng tiền nữa này, tôi bảo tiền không này, chưa khó ạ, trên này này chỉ móc ra tôi ngó này, móc ra, thì anh móc ra, chưa lại của mẹ chưa, biết rồi móc ra đấy, riêng của mẹ mình tốt cho ai cho ai. Đọc cái người đấy anh thấy nó có yên mà ai cho anh. Mình nói gì đó này. Là mình tức ông đi nhưng mà ai cho. Ý là mấy hôm ông vào cho ông 50 ông nhậu đi nhà là sao? Không biết. Đấy bọn tôi lo cho chị. Hiểu chưa? Phải nói chị nghe chưa? Không. Không biết. Có chị là gặp ông đây đó. Dạ. Chứ không được cho tiền nghe chưa? Không. Thế mình giữ nên ai cho người ta cướp ông hay ngoái. Đưa chừng nhỏ ông ra. Nhỏ là bà. Dạ. Từ ngay nhỏ tiền là. Thì có em được mà nhỏ này tối kia dụng thế bằng ngày mà nhỏ tin ấy là một ban ngày là còn đi làm đúng không? Ban ngày đi làm bằng ngày cũng về lớn ban ngày làm ông giống không à? Đó bà ông số rồi chứ tính ra không đợi đợi tôi. Ủa hồi chiều lớn đi đâu à? Anh Hải ra đây không có? Đi chơi hả? Đi chơi hả? Đi chơi ở đâu à? Đi ăn cái gì vậy? Lần cuối cùng tôi nhắc nhở. Tôi không biết nhưng mà nếu gặp ông Dũng mà đây nghe. Tao bắt chị đi. Không có đập tiếp gì hết. Đi đập qua đường đập đi. Không có đập. Anh đập. Do chị không ai vào. Nếu lần sau. Mày ngồi trong nhà mày biết không? Lần sau ông bước đến cửa lông chị gửi này cho tôi nghe chưa? Đập. Rồi. Bập tiếp á. Bập cái đi. Rồi quá giờ. Cái đời thương người ta quá rồi cứ có đồng bạc là cho người ta hết. Giờ gì mình không biết là ổng là họ ổng không có đi làm cái gì hết trơn á, ổng còn về ở nhà thôi. Rồi đôi lúc là tới cái gì á là món là mất lấy hết tiền của gì đó nghe chưa? Dạ mấy việc hằng mốt sao không biết chị cái mày đâu mày cặp chưa? Tôi chỉ nói cho chị nghe này, lần này tôi lần cuối cùng tôi nhắc nhở chị lúc nào thích là tôi xuống bất chợt kiểm tra chị và ông Dũng ở trước trong nhà chị nghe lấy đập. Không có đập, là tôi đưa chị lên, tôi bắt chị lên chứ không đập, đập không xuống, là do chị thôi. Đừng ngoài nữa, cái đập. Đập. Em chỗ là em đập, bập bắn cái bắn. Đập với không là việc của chị, nghe chưa? Còn cô tôi cứ thấy đứng ở đấy với chị, gọi chị, là tôi bắt chị, thế thôi chứ không biết đập ai hết, nghe chưa? Đừng trong nhà thôi, thôi đừng ngoài. Do chị thì người ta mới đến. Ờ, mấy cô nói cái việc ai đó, đó là đi chủ đương, người ăn may hồi đi chủ đương thì xả, ai biết. Bây giờ đã lo lắng như thế rồi. Ai việc mấy đi đá thì xúc hào mong mấy việc bá cái người đó đã thương chị để cho chị ở nhà cái hai đứa đó thôi còn cái món thầy ai vô nhà đây thì một con nói với gì á là bác sĩ này á là được cử đặc biệt có nghĩa là ban ngày ban đêm giờ ông xuống giờ có thể là 3 giờ sáng là giờ ông Dũng vô là ông sẽ đi tới bữa nay á là thích nó là nó kiểm tra chị đúng chứ không phải là nghe chưa bây giờ là không cho ông vô nhà nữa vậy nghe chưa giờ là gì ở nhà là nấu ăn dọn dẹp rồi cô nhỏ đến tháng là mỗi ngày là mua đồ ăn về cho gì nấu ăn cơm rồi còn phòng ốc này phòng ngủ này thấy không nhỏ thì đi làm nó cực khổ mày xuống nhiều suốt ngày vậy đâu rồi ông anh đâu rồi cái của bà đây hai đêm tối ngủ đây hả con có chị mẹ con mà đem đồ vô trong nhà hay là gì cũng báo cho chú liền hay chưa chị có chị có một vô đây cùng chú vô chú vào luôn đây là buổi tối chắc là chưa là con dù ổng là ổng sợ ông tới buổi tối đúng không buổi tối không có nữa
Ba phụ ban ngày thì nhỏ chiều, thằng nhỏ đi làm ban ngày mà. Lớn nghe không? Bà đi là ban ngày là không cho người ta vô ngay chơi là lớn. Cho. Hả? Hả? Ngủ nguy hiểm thôi. Ngủ nguy hiểm hả? Bố không biết. Cái nhóm biết. Nói bố nguy hiểm chứ đâu. Ngủ nguy hiểm ngoài chơi thôi. Ngủ nguy hiểm hả? Ngủ nguy hiểm thôi. Bữa nay đủ cái răng luôn. Nghe chưa? Ngủ nhà ngủ nguy hiểm thôi. Ngủ nhà sợ. Sợ chủ đập. Sợ chú ơi, chú nhỏ hả? Nhỏ đâu. Chú nguy hiểm thôi, nguy hiểm thôi, đi chơi thôi. Bà này lớn thì thấy mập hơn nè. Đi đến dịch chiều nó lọt ngủ. Nó tối ngủ rồi hiện không? Ai? Ông Dũng. Ngủ bằng ngày thôi. Ông Dũng ngủ bằng ngày à? Không, bằng bị đói hả bằng ngày? Chưa, có chờ đấy. Trời má, từ cấp tôi còn trối luôn, tôi không biết sao luôn á. Ai? Ý là nó ông Dũng tối ngủ rồi hiện nè. Ông này ông sợ mẹ hả? Sợ mẹ, sợ mẹ. Mẹ không khai. Bây giờ cứ để là để ngủ nữa, khổ hai con bé chứ. Tối là ví dụ như hồi xưa là ổng nhậu vô động tới đây là ổng làm ù lắm đó nhỉ. Quậy phá. Làm mất ngủ nữa không? Bà đừng nó con nói là 1 2 giờ sáng mà ổng còn lớn tiếng không? Chuyên lạnh tầm 7 3 rồi á, nói chuyện có đêm ngủ cũng được. Bà hôm vừa nhỏ đuổi rồi. Là từ khi nở buổi tối cũng vô nữa. Ừ. Mà bữa ní vô ban ngày mà nhỏ biệt mà. Đúng rồi, nhỏ là ban ngày. Đi làm tối nó về mà làm từ sáng sớm. Không mà đợt này chú ra thấy mẹ con là nhà cửa cũng tương đối á. Tạm được. Có thể là ông Dũng nè. Phải nhắc nhở. Thì. Chú đi vô đây giờ là chú biết không? Chú coi lại có ổng biết không? Mà chú bắt gạt được cái là họ thấy chối luôn. Mà chiều là ổng ở ngoài đường nó không đi vô không biết không? Lại nữa là nó chú hại vô đây, ông mời vô sau hay là ông vô trước ra? Ông đứng ngoài đường, chú vừa bước vô đây là ông đứng ngoài đường á. Cùng đi vào nhau đó. Ý là ông ổng vào thăm chị Minh, rồi lại thăm, vào thăm. Ông nghĩ không á? Không lớn không cười. Thôi vô ngủ đi, nghe. Thôi đi vô ngủ đi. Thôi đi vô ngủ lớn. Thôi ngủ, vô ngủ. Chú vô đây với đâu không? Chú để chú thử rồi chú gặp phải ổng không là chú gặp là chú trị mẹ con luôn, con biết không? Dùm bố. Bố nó có gặp con nó đi rồi. À, dạ. Ý là bên đây là ổng sợ con rồi đúng không? Dạ. Gặp con nó đi. Nhẹ là chiều mới vô đó. Dạ. Chắc không có mặt con mới vô rồi. Đúng rồi. Không là nếu mà chú xuống á, là bắt gặp bất cứ ông Dũng lúc nào ở trong này á, là chú bắt mẹ con đi nghe chưa? Dạ. Còn mẹ con mà ví dụ như mà con gọi cho chú mà mẹ con có phản kháng gì đó, là con gọi cho chú con báo liền để mà chú đưa bệnh viện xuống 4-5 người luôn. Là đưa đi luôn một lần luôn, nghe chưa? Có nghĩa là giờ trong nhà này á, là ví dụ như là có vấn đề gì á, là con sắp xếp hết, nghe chưa? Dạ. Chứ còn mẹ con với anh con là giờ đang đau nên là không có đó, giống như quần áo vừa bỏ mặt đó. Rồi, bà phải thay đổi chứ còn như vậy là không được. Đúng không? Dạ. Có thể là 3-4 ngày nữa chú đưa ô tô tới. Nếu mà chú coi mà không được là đưa đi luôn. Rồi con nha. Dì Minh ra đây con nói chuyện chút cái gì Minh ơi. Này đây là nói chuyện nè chị. Giờ ở trong nhà này á là mọi cái vấn đề ví dụ như là sạch sẽ là gì đó là cô nhỏ nó quyết định. Nó biểu gì dọn cái này cái kia á là dì phải nghe theo nhỏ nghe chưa? Dì mà không có dọn mà la nó nghe là để nó điện lên bọn tôi là tôi xuống giải quyết chị đấy. Nhà thằng nhỏ đó biết là tạm thời ổn rồi. Tạm thời là được. Nhưng nếu thằng cô nhỏ nó điện lên mà mẹ con nghe lời mang đồ đạc rác rửa về đây bày nói không mang ra còn na nó là nó điện lên một hồi ra đem vô chi nữa. Đánh ra chiều đấy phải ăn phải cô cỏ chi nữa xem này con bựa đồ cái sáu cái nôi hư mất rồi rượu mất cũng lườm có lại cái hôm á rượt nhỏ tay đó đây là con nói cái gì á là bây giờ là thằng sáu cái sáu mới á là men rửa mày cái chèn cái đuổi nhợp đem luôn rượu cũng lườm bọ bố sáu lại. Hay không nhỏ đâu nhưng mà bữa nay á là con nói cái gì rồi hồi nhỏ mà nó gọi cho con mới thì mới nọ mới cô thì mới để lại mới nậu nữa mới rửa cho sạch có là quần áo là gì mặc một hai cái thôi còn tiền bạc á là gì đó. Vì nhỏ nói với mẹ đó, nếu mà có tiền có bạc gì đem ngân hàng bỏ thì được muối cho quả này không bỏ không thì chắc không bằng không nghe đâu nói nhưng mà rồi. Giờ khó mở giờ chắc bỏ rồi chắc tiền rồi bỏ rồi những người bạc bất khởi gì thằng kệ bà cái việc đấy. Nhưng cái việc thứ hai này việc thứ nhất là sạch sẽ này thằng nhỏ toàn quyền giao nhà cửa nó sạch sẽ này không để cho chị mà bày cái gì vào chị bày nghe không thích mang cái gì vào chị mang đâu
nhỏ có gì điện cho chú nghe chưa. Cái việc thứ hai này, nếu mà tôi còn bắt gặp ông Dũng đến đây một lần nữa nghe, bập với hẳn á, không có bập biết gì tôi đưa chị đi, còn ông việc của ông Dũng nghe chưa, nè đập hẳn đi bố, không có đập biết gì hết, đưa chị lên viện ở. Mày lẹt, mày đập cho, mày rù họ tới đây mà đuổi rồi đó, nó đang bị đi con vụ nữa. Biết á? Nó tổ vụ nữa. Đi qua đường á, ai biết? Đi qua đường, đi qua đường. Đi qua đường ai biết? Mày ngồi có ai ngủ mà con đuổi rồi phải không? Dạ đuổi rồi. Ngủ tại đây phải không? Ngủ đây này, nó ngủ đây phải đêm ngủ cũng được. Ngủ đây nói sùm lên, dạ. Uống rượu à? Uống rượu bố nó người nội nhà nó luôn rồi tới. Đấy, chị còn cãi à? Nó nội tới 12 giờ. Thì không cãi đó. Tôi nhắc nhở chị nó cuối cùng mà ông Dũng nó còn vào đây để ông gọi điện cho tôi nghe, hoặc là tôi ra mất chập lúc nào nghe, bất cứ giờ nào là tôi sẽ bắt chị đi, chứ tôi không để chị này đâu. Nói trước cho chị nghe đó. Đó bác sĩ nói đấy, là con của nó với dì Minh là dì nghe lời đi, chưa? Đi ra ngoài mở cái nhà cửa là tạm thời được, tạm thời thôi, chứ còn còn vấn đề của ông Dũng là nghe, thằng nhỏ ban ngày nó đi làm cả ngày nghe chưa. Giờ là để ông đến đây nghe, tôi nói chị tôi xuống bất chợt nghe. Ngày mai mình bắt cái camera mình để phía trước á, ông Dũng tới là biết liền. Chị cái à? Lớn nghe bữa nay mà có ông Dũng tới là nói vì nghe chưa lớn. Bữa nay lớn không biết nói đâu. Bữa còn bữa nay lớn thì nghe mẹ rồi. Nghe mẹ nó sợ. Thôi bây giờ để mẹ con ngủ đi, giờ tới khuya rồi. Khuya rồi. Cũng 9:30 rồi. 10:30 rồi. 10:30 rồi. Khuya rồi. Thường thường là ông Dũng ông ta ông ở đây đến 1 giờ 2 giờ ông chưa ông thức trắng đây một nói nhỏ đâu có ngủ được đâu vậy. Mỏ mai nó đi làm là sao được, nó đi làm gì biết rồi để cho nó ngủ. Biết mỏ mai người dẫn thiên hà họ men đi cho họ con nhá đặt ngoài nữa chị cái gì chị nói được rồi không chị, mà kệ chị nói chuyện đấy, tôi cứ gặp lần nữa thằng nhỏ báo lên là tôi bắt chị đi nghe chưa. Họ lớn con ngủ rồi đó. Họ đập chạy chưa? Thôi để cho nó đi. Họ trực á. Họ cũng trị về đó, cứ anh chuyện bên đó. Anh dừ làm chứ. Anh làm đội á, đội trường á. Đội chiều trưởng thì chị đội lao chị cũng chửi hết được mà. Đội lao chị cũng chửi được. Thôi đi. Mà đi. Mình ở đây là có gì có báo cũng nghe. Dạ. Biết đâu tí nữa ông Dũng tới là mình tới tiếp. Đi. Bất cứ giờ nào. Dạ. Con đi nghe. Mà đi chợ họ. Rồi. Ra mà cỡ bán mới đi chợ họ. Ừ. Báo đi dẹp luôn. Dẹp lộn. Dạ, thấy chưa? Ui chứ con ngủ con thỏ mồm chứ đang mũi kháng chứ chị. Mũi không có mũi. Bán đi dẹp mấy giấy chứng tố. Phải vô đây nghe. Dạ.